Trăng rằm tháng 8, sáng tỏ như gương, tròn như chiếc bánh, treo trên đỉnh trời. Wow, xin được chào các bạn, xin được tự giới thiệu, mình là Thùy Dung, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong buổi livestream của mình xin muốn kết ngày hôm nay. À, các bạn thân mến, như vậy thì tính ra chỉ còn khoảng đâu đó khoảng cỡ một tuần nữa thôi đúng không nhỉ? Là chúng ta sẽ chính thức đón được một mùa Tết Trung Thu nữa đúng không nào? Thì không biết là ngay lúc này đây gia đình của các bạn đã chuẩn bị được tới đâu rồi? Riêng Dung á, là Dung đã được nhận một phần quà rất là đặc biệt đến từ CQC and Mixology 18 hàng bài. Và phần quà đó chính là đang là phần quà đang ngồi ngay bên cạnh Dung này các bạn ơi. Thực sự á, là trong chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là gì? Là unbox quà độc mùa trăng xứng tầm 5 sao đúng không nào? Tính ra thì đáng lẽ trong buổi livestream ngày hôm nay á, thì Dung mới là được mở hộp ra. Nhưng mà tiếc quá, bởi vì là cái sự tò mò của Dung nó không thể nào khống chế được các bạn, nên là Dung đã khui hàng nó mất rồi. Và thực sự mà nói là bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em ấy. Nên là ngày hôm nay thôi thì chúng ta unbox theo kiểu unbox hơi một nửa một xíu các bạn nhá. Hãy cùng với Dung khám phá xem là ở bên trong nó như thế nào, có những điều gì đặc biệt của bộ lễ hộ phong nhã, một trong những siêu phẩm Simulcast 2021 được sản xuất bởi CQC and Mixology 18 hàng bài. Và đương nhiên là trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có đó chính là những phần quà cực kỳ hấp dẫn đến từ phía CQC and Mixology. Nên là các bạn ơi, chúng ta hãy cùng mau chóng vào đây tham gia livestream cùng với Dung nhé. Phần quà của mini game ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục, đó là 5 phần quà dành cho mini game trả lời hay, nhận ngay quà tốt, quà hot các bạn nhé. Phần quà của mình đó sẽ là một hộp bộ lễ hộp phong nhã trị giá 1.950.000 đồng này, dành cho 5 bạn nào chúng ta làm đầy đủ các cú pháp như sau. Cú pháp đầu tiên các bạn hãy nhớ giúp Dung là gì nhỉ? Like fan của CQC and Mixology 18 hàng bài nhá. Tiếp theo các bạn hãy nhớ giúp Dung là gì? Chúng ta like bài livestream này và sau đó chia sẻ bài livestream này, nhớ là để dưới chế độ công khai nhá. Thực sự thì nếu như mà chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng thưởng càng tốt, càng lớn. Cái này là Dung đang bật mí nho nhỏ cho chúng ta cùng được biết thôi. Thế nên là nếu như mà các bạn cũng đang mong muốn được mang về cho mình một phần quà siêu phẩm hot ngày hôm nay, một bộ hộp lễ hộp phong nhã đến từ phía CQC and Mixology 18 hàng bài, thì hãy cùng mau chóng tham gia mini game cách like và share nha. Sau khi like và share xong thì các bạn hãy nhớ là tag thêm 3 người bạn của mình vào nữa, tối thiểu là 3 người bạn nhé, nhưng mà không giới hạn tối đa. Tag càng nhiều thì cơ hội chúng càng lớn này. Và bên cạnh đó nữa thì những ưu đãi trong buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ càng lan tỏa được đến nhiều hơn. Vậy thì tại sao lại không nhỉ? Người ta thường bảo là gì? Lan tỏa yêu thương để được nhận lấy yêu thương mà. Thế nên là hãy mau chóng chia sẻ bài livestream này dưới chế độ công khai các bạn nha. Và sau khi hoàn thành xong những bước đó rồi thì hãy quay trở lại đây cùng với Dung trong buổi livestream ngày hôm nay. Và chúng ta hãy không bàn dùng Dung là hashtag C, dấu thăng và kèm theo là C các bạn nhé. Thì như vậy là chúng ta sẽ đáp ứng đủ đầy đủ những bước để giúp cho chúng ta có được phần quà mang về đến từ phía CQC and Mixology các bạn nhé. Rồi, vậy thì bây giờ này, Dung cũng xin được lưu ý thêm một xíu nho nhỏ như thế này, là bởi vì á là buổi livestream của chúng ta thì cũng đã diễn ra được khá khá nhiều số rồi đúng không nào? Và cứ trong mỗi số livestream thì chúng ta lại có 5 phần quà khác nhau. Mỗi phần quà sẽ lại là một bộ lễ hộp phong nhã như thế này, xịn sò trị giá 1.950.000 đồng. Thế nên là CQC với mong muốn là gì? Mang đến cho càng nhiều người hơn nữa được nhận về cho mình một món quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021. Nên là Dung rất là hy vọng các bạn, nếu như mà những bạn nào chúng ta đã được nhận quà từ những số livestream trước hoặc là trong buổi livestream ngày hôm nay chúng ta đã được nhận quà trước đó rồi, thì ở những đợt sau, giả sử như mà chúng ta được may mắn một lần thứ hai được gọi tên nữa, thì Dung hy vọng là các bạn sẽ vui vẻ và nhường lại phần quà đấy cho những bạn khác còn lại chúng ta chưa được nhận quà nhé. Rất mong là sẽ nhận được sự đồng hành của các bạn đến phút cuối của buổi livestream ngày hôm nay. Và các bạn ơi, chúng ta đừng quên á là trong buổi livestream này thì chúng ta sẽ còn có thêm được những ưu đãi. Dung cũng xin được bật mí luôn cho các bạn, ưu đãi đầu tiên chính là chúng ta sẽ được ưu đãi lên tới tận 10% các bạn nhé. Và đương nhiên là ưu đãi này thì chúng ta sẽ chỉ dành cho những vị khách hàng nào chúng ta đặt hàng trực tiếp thông qua livestream ngày hôm nay thôi. Chúng ta được giảm 10% như vậy còn lại bao nhiêu đây ta? Giá gốc của một bộ lễ hộp phong nhã là 1.950.000 đồng đúng không nào? Vậy thì giảm 10% tức là chúng ta được giảm 195.000 đồng. Như vậy một bộ lễ hộp phong nhã của chúng ta giá chỉ còn lại là 1.755.000 đồng thôi các bạn nhé. Một phần quà xịn sò như thế này mà giá thì lại chỉ có 1.755.000 đồng, mà chưa kể nữa trong ngày hôm nay nếu như các bạn đặt hàng thì chúng ta sẽ còn được ưu đãi phí ship, tức là các bạn sẽ được free ship trong khu vực Hà Nội các bạn nhé. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Và đối với cái ưu đãi mà được miễn phí ship á thì sẽ được áp dụng tới 12 giờ đêm nay luôn. Thế nên là các bạn ơi, chúng ta tranh thủ nhé. Người ta bảo chẳng sai đúng không nào? Người ta bảo là gì? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thế nên là ngày hôm nay nếu như mà các bạn đã được vào đây tham gia livestream cùng với Zoom, cùng với Simulcast và cũng như là cùng với CQC and Mixology 18 hàng bài, thì các bạn hãy tranh thủ đặt hàng liền tay nhé. Và cú pháp đặt hàng của mình thì rất là đơn giản thôi đúng không nào?
Nếu như mà những bạn nào chúng ta đã xem những livestream trước á, thì cú pháp đặt hàng của chúng ta chắc hẳn đã quá quen thuộc rồi. Các bạn chỉ cần comment ngay dưới bài livestream này tên và kèm theo đó là số điện thoại các bạn nhé. Hoặc là các bạn cũng có thể là inbox trực tiếp cho Sequencing and Mixology 18 hàng bài, chính là fanpage đang livestream này luôn các bạn nhé. Thì như vậy chúng ta sẽ được mang về cho mình những cái ưu đãi, thứ nhất là giảm 10%, và cái thứ hai nữa là free ship. Và tối thiểu á, cụ thể á, thì cái này thực sự thì phí ship á, thì nó sẽ dao động khoảng cỡ tầm đâu đó khoảng cỡ 40 hoặc hơn 40 nghìn tùy theo từng khu vực. Như vậy là chúng ta cũng đã tiết kiệm được kha khá rồi đúng không nào? Thành ra đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt ngày hôm nay nhá. Còn trong trường hợp nếu như mà những ai mà chúng ta đang muốn mua theo kiểu là số lượng lớn á, muốn mua số lượng lớn giống như kiểu là khách doanh nghiệp chẳng hạn, muốn mua với một số lượng lớn để làm quà tặng gửi cho bạn bè, người thân, gia đình hoặc là những đồng nghiệp, đối tác, thì chúng ta cũng có thể là inbox trực tiếp cho CPC luôn, hoặc cũng có thể là liên hệ theo số hotline 090-303-1818 để được nhận những cái chính sách chiết khấu cực kỳ hấp dẫn đến từ phía CPC and Mixology nhé. Ok, và đó chính là những ưu đãi cũng như là những mini game trong buổi livestream ngày hôm nay. Mới nghe sương sương thôi là Dung đã cảm thấy là rất là hấp dẫn rồi đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ngay lúc này đây thì Dung đã thấy là các bạn đổ vô rất là đông rồi. Xin được chào tất cả các bạn đã vào đây tham gia livestream cùng với Dung nhé. Có bạn Phạm Trung Kiên này, rồi là bạn Thanh Vân, bạn Linh Uyên, bạn Thanh Lan, rồi là còn có cả bạn Linh Uyên nữa, rất là nhiều luôn. Và các bạn đang comment rất là đông vui, nhiệt tình với cái hashtag là C. Đúng rồi các bạn nhé, nhớ là comment hashtag. Và hãy nhớ là gì? Chúng ta chia sẻ bài livestream này càng nhiều càng tốt dưới chế độ công khai, bởi vì đó là điều kiện cần để giúp cho các bạn trở thành người chiến thắng thực sự, mang về cho mình một bộ lễ hộp phong nhã trị giá 1.950.000 đồng này. Ok, vậy thì bây giờ để giúp cho các bạn là chúng ta làm nóng cái bầu không khí ngày hôm nay lên một xíu đi ha, thì chắc có lẽ là Dung sẽ tiến hành quay số luôn mini game lần 1. Không biết là các bạn sẵn sàng chưa nhở? Nếu như sẵn sàng rồi thì có thể thả tim cho Dung thật nhiều được không nhở? Thả tim thật nhiều nào các bạn ơi! Hãy mau chóng là comment và like share nhiệt tình nhé! Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng quay số đầu tiên. Hãy cùng xem thử người đầu tiên may mắn mang về cho mình một bộ lễ hộp phong nhã trong số 5 người may mắn trong buổi livestream lần này sẽ là ai các bạn nhá? Không biết là các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Nếu như sẵn sàng rồi chúng ta hãy cùng thả tim thật nhiều nào! Và các bạn ơi hãy nhớ nhé! Chia sẻ mạnh tay, thật mạnh tay để giúp cho cái bài livestream này chúng ta sẽ cùng nhau là gì? Lan tỏa nhiều hơn. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược nào. 3, 2, 1 và bắt đầu. Màn hình quay số của chúng ta đã bắt đầu hiện lên rồi này các bạn. Và hãy cùng xem thử nhé. Hiện tại bây giờ là Dung thấy đang có hơn 100 người tham gia luôn ý. Bạn thích đủ thứ, mô vật, có ai mua hộp này cúng sửng cho chùa không ạ? Là bạn thích đồ thứ ơi. Và thật là mùa Tết Trung Thu năm nay nó cũng hơi buồn hơn so với mọi năm đúng không nào? Thôi thì bây giờ bạn thích đồ thứ, nếu như mà chưa thấy có ai mua cúng dường cho mình thì có gì là bị thích đồ thứ, chúng ta sẽ có thể là tự mua về để rồi sau đó là trang trí cho cái khu vực của mình đẹp hơn nhá. Dạ rồi, là con số may mắn đã hiện ra rồi, đó là bạn với số 28, bạn Thanh Loan ạ. Xin được chúc mừng bạn Thanh Loan nhá. Nhưng mà đó mới là được 50 thôi, bây giờ cần phải check xem là bạn Thanh Hoa này, Thanh Hoa chứ đã Thanh Loan, đây là Thanh Loan ở đây là Dung thấy là bạn Thanh Loan này. Dạ rồi, hệ thống ơi check lại giùm em với nhá, Thanh Loan đấy nha. Thanh Loan ơi, bây giờ là Dung sẽ nhờ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra xem thử là Thanh Loan đã chia sẻ đủ hay chưa. Nếu như mà chia sẻ đủ rồi, đáp ứng đầy đủ các điều kiện đến từ phía CPC và Mixology rồi thì Dung mới có thể trao phần quà này đến cho bạn. Quả thật á, các bạn thấy không, Thanh Loan này là một trong những người đến rất là sớm, đến đầu tiên luôn, và bên cạnh đó nữa là còn chia sẻ cực kỳ nhiều, thế nên là ở đây Dung đã thấy tín hiệu tốt lành. Ok, xin được chúc mừng bạn Thanh Loan đã là người may mắn đầu tiên mang về được cho mình một bộ lễ hộp phong nhã trị giá 1.950.000 đồng. Xin được chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời Thanh Loan nhé, hãy mau chóng liên hệ với CQC Mixology 18 hàng bài để chúng ta làm thủ tục nhận giải thưởng nha. Xin được chúc mừng bạn, người đầu tiên rất là may mắn. Ok, em cảm ơn ạ. Văn Thị Nguyễn có bạn trúng rồi, chúc mừng. Dạ vâng, yên tâm ạ, những bạn nào mà chúng ta vô sao hoặc là chúng ta chưa được may mắn gọi tên thì không sao hết nhá, bởi vì mình vẫn đang còn tới tận 4 bộ lễ hộp phong nhã trị giá 1.950.000 đồng nữa lận. Đây là các bạn cứ thoải mái bình tĩnh nhá. Ok, và bây giờ chúng thấy là các bạn Nguyễn Thị Ngọc Mến bảo là buồn. Ôi, không cần phải buồn, còn tới tận 4 phần quà nữa mà. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với Dung, comment thật nhiều hashtag dấu thăng này C, là hashtag C á, và kèm theo chia sẻ bài viết này, chia sẻ bài livestream này dưới chế độ công khai nha.
Ok, và ở đây là Dung thấy cũng có rất là nhiều vị khách hàng của chúng ta đang quan tâm đến bộ lễ hội phong nhãn này. Thì có bạn William Nguyễn đang hỏi là bên mình có xuất hóa đơn VAT không ạ? Thì vị khách William Nguyễn thân mến, Nghĩa thân mến, Dung cũng xin được giải đáp luôn là bên mình có nha. Bên mình có thì có gì là xin nhờ khách hàng là chúng ta thanh toán thêm khoảng cỡ 10% giúp ship với nha. Còn nếu như mà mình muốn số lượng nhiều hay là muốn số lượng lớn hơn nữa thì có gì cứ inbox trực tiếp cho Si để nhận được tư vấn và đặt hàng được một cách tốt hơn nhé. Nói chung á là những cái sao nhỉ? Tất cả là cứ để Si lo, việc của mình duy nhất là gì, lựa chọn những sản phẩm yêu thích. Ví dụ như đây, một bộ lễ hội phong nhã như thế này, ở đây Dung có thấy là chị Phương Ly cũng đang đặt một câu hỏi là hạn sử dụng bánh này là bao lâu vậy ạ? Chị Phương Ly thân mến, đối với những chiếc bánh của Si á, thì là bánh tươi, thế nên là có hạn sử dụng là từ 25 ngày kể từ ngày sản xuất. Thì thời hạn sử dụng này sẽ bị ngắn hơn một xíu so với những cái sản phẩm bánh trung thu thông thường. Nhưng mà bởi vì sao? Đây là bánh tươi, thế nên là gì? 25 ngày này là cái khoảng thời gian tốt nhất để giúp cho giữ bánh cho của mình á, nó sẽ lúc nào cũng tươi, và cho dù là mình để vào ngăn mát tủ lạnh, nó vẫn sẽ giữ vị, giữ ngon được, giữ trọn vẹn được là cái hương vị tuyệt vời như lúc ban đầu của nó đấy nhá. Dạ rồi, vậy thì ở bây giờ này các bạn ơi, nếu như mà chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, thắc mắc nào liên quan đến các dòng sản phẩm của Si của thì chúng ta hãy cứ comment ở ngay dưới bài livestream, Dung sẽ cố gắng là hỗ trợ giải đáp hết mình cho mình nhá. Ok, ở đây là Dung thấy là có vị khách Hạ Linh cũng đang đặt một câu hỏi là có ship COD không em? Dạ anh Hạ Linh thân mến, thực sự thì trước đây thì Si Cuisine Mixology thì có hỗ trợ ship COD, nhưng mà tiếc là hiện tại bây giờ thì tình hình dịch bệnh cũng đang khá là khó khăn đúng không nào? Thế nên là để giảm thiểu một cách tối đa cái việc là tiếp xúc giữa shipper và mình, giữa những vị khách hàng của Si cũng như là shipper, thì Si xin phép được là không có hỗ trợ dưới hình thức thanh toán COD mà sẽ chỉ có là theo kiểu chuyển khoản mà thôi. Nhưng mà các anh chị yên tâm nhé, bởi vì là Si Cuisine thì đã có lịch sử hình thành phát triển cũng rất là lâu đời rồi. Về cái sự uy tín thì càng nó có thể nói là càng yên tâm. Thế nên là chúng ta cứ yên tâm là gì nhỉ? Chuyển khoản trước cho Si, rồi sau đó là Si sẽ cố gắng hết mình ra một cách sớm nhất. Mặc dù là khoảng thời gian này thì đang hơi khó khăn trong việc giao hàng, nhưng không có nghĩa là không ra được. Thế nên là Si sẽ cố gắng bằng mọi cách để giao đến cho mình một cách sớm nhất có thể theo hình thức là chuyển khoản trước rồi sau đó mới nhận hàng nhá. Rất mong là những vị khách hàng của Si sẽ có thể là hiểu và thông cảm cho Si này. Ok, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề chính của ngày hôm nay luôn. Đó chính là unbox và đọc mùa được chuẩn 5 sao, mùa trăng chuẩn 5 sao các bạn nhá. Thì ở đây thực sự mà nói thì khi mà mở cái hộp quà này ra á, là Dung một cái điều đầu tiên ấn tượng vào mắt Dung nhất đó là cái thiết kế nó quá đẹp luôn các bạn ạ. Thiết kế nó quá là đẹp luôn. Chỉ là một nó sao nhỉ? Thông thường như mình hay gọi á là một hộp bánh trung thu đúng không nào? Nhưng mà bây giờ Dung thấy rằng là không chỉ là một hộp bánh trung thu nữa mà nó mang cả những cái giá trị văn hóa nghệ thuật cũng như là những cái giá trị dân tộc của chúng ta, một những cái bạc đậm đà bản sắc dân tộc của mình lên trên một cái bộ lễ hội phong nhã như thế này. Thì điều đầu tiên các bạn nhìn thấy một bộ lễ hội phong nhã này nó có hình dáng giống cái gì ạ? Dung thì Dung thấy nó rất là giống một cái cung điện, rất là giống một cái cung điện mini đúng không nào? Và quả thật là thế các bạn ạ. Bộ lễ hội phong nhã này của chúng ta được lấy ý tưởng từ Điện Thái Hòa các bạn. Từ Điện Thái Hòa là một trong những cái địa danh có thật trong lịch sử, và ở đây như những gì các bạn có thể thấy đó chính là những cái họa tiết hoa văn nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Thì các bạn có thắc mắc là những cái họa tiết này được làm như thế nào không? Những họa tiết này không phải là in các bạn nhé, mà là được vẽ bằng tay, hoàn toàn bằng tay 100% bởi những người nghệ bởi những người thủ công, bởi những cái người nghệ nhân lành nghề của Si Cuisine and Mixology các bạn. Rất là sắc nét, cực kỳ sắc nét và tỉ mẩn đến từng chi tiết. Và bên cạnh đó nữa thì những họa tiết này đã được đăng ký độc quyền. Thế nên á là chỉ khi nào đến với Si Cuisine and Mixology thì các bạn mới có thể là thấy được những cái họa tiết này luôn các bạn nhá. Đấy, chưa kể nữa là chúng ta có thể thấy này, đây, thiết kế giống như kiểu là một cánh cổng, và khi mở ra á là nhìn trời ơi trông rất là sáng tạo đúng không nào? Ở đây là Dung thấy là có rất là nhiều vị khách của chúng ta đang comment bảo là chị ơi ăn thử đi ạ. Các bạn yên tâm, Dung cũng đang nóng lòng lắm rồi. Từ nãy đến giờ, không, từ hôm qua đến giờ là Dung đã theo kiểu là muốn ăn thử lắm luôn ấy, nhưng mà không được, phải giữ đến tận ngày hôm nay mới unbox cho các bạn. Dung đã có lỗi với các bạn bởi vì sao? Unbox trước, mở xem cái hộp trước rồi. Thế nên là không thể nào có lỗi thêm bằng cách là ăn trước được. Thế nên là các bạn chờ Dung một xíu nhé. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về ý nghĩa của chiếc hộp này, rồi sau đó chúng ta sẽ đến với phần ăn thử bánh tâm hồn của bộ lễ hội phong nhã. Ok, thì ở đây các bạn thấy không, khi mà mở vào bên trong á thì điều ấn tượng với Dung tiếp theo đó chính là đây, sân khấu nhã nhạc cung đình Huế. Tại sao Dung lại có thể dành được như vậy nhở? Bởi vì các bạn biết không, Dung bị mê á, tức là ngay từ khi mà Si Cuisine and Mixology cho ra mắt cái bộ Si Mooncake 2021 này là Dung đã cảm thấy
Trời, tại sao lại có thể có được một cái thiết kế nó đẹp đến như vậy thưa các bạn? Thực sự mà nói thì từ trước đến giờ á, thì Simon Kate ở CQC and Mixology đã có rất rất nhiều những cái mẫu thiết kế đẹp, độc đáo và là một món quà rất là ý nghĩa để dành tặng cho người thân và gia đình rồi. Nhưng mà phải công nhận là đến năm 2021 thì giống như kiểu là một cái bước đột phá mọi người, một cái bước đột phá nhìn rất là đẹp. Và ở đây từ những cái thiết kế, từ những cái bao quát cho đến những cái tiểu tiết, chúng ta có thể thấy được rằng đó chính là những cái giá trị của văn hóa, những cái tinh hoa dân tộc của chúng ta, những cái giá trị nghệ thuật truyền thống. Và đồng thời á, Simon Kết cũng mong muốn là mang đến cho các bạn đó chính là cái niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc, niềm tự hào với những gì, với những văn hóa bản sắc dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta đó thưa các bạn. Nhìn rất là đẹp đúng không nào? Và đây này các bạn có thể thấy này, đó, nhã nhạc cung đình Huế, một cái sân khấu tái hiện lại rất là chân thực đúng không ạ? Và ở đây các bạn có thể thấy này, đó, với theo kiểu thiết kế là layout dưới dạng là hình 3D như thế nào, và layout với cái kiểu layout như thế này thì không hề đơn giản đâu. Từng cái đường nét cắt này rất là tỉ mẩn thôi các bạn, không hề có một cái đường nét thừa nào cả. Và đây có thể nói là đòi hỏi một cái kỹ thuật nó rất là lớn, cực kỳ khó và cũng như là thử thách nữa. Thế nên các bạn thấy không, đâu phải là nhiều brand nào có thể sẵn sàng để mà làm được như thế này đâu đúng không ạ? Thế nên là khi mà ở đây nhìn thấy như thế này mà theo kiểu sân khấu nhã nhạc cung đình Huế như thế này nữa chứ, các bạn có thể thấy này, đây những cung nữ này cũng như là những nghệ nhân đang gảy đàn, những cung nữ thì đang múa quạt, ngoài ra thì còn có thêm tiềm xuyết những bông sen, những bông súng nhìn rất là đẹp đúng không ạ, tái hiện lên một cái khung cảnh ở trong cung đình mà kiểu giống như là các nghệ nhân còn thật sự luôn các bạn. Nói sao nhỉ, để nói cho cảm nhận các bạn này cho bạn nghe. Đầu tiên là cái vị cà phê đi ha, cái vị cà phê nó rất là thơm nhưng mà nó không bị đắng như các bạn. Thường á là những cái sản phẩm mà có liên quan đến cà phê thường nó sẽ bị hơi đắng một xíu đúng không? Nhưng mà ở đây á, thứ nhất cái vỏ bánh nó rất là mềm, nó cực kỳ mềm luôn á, nó không có bị giống như là những cái chiếc bánh trung thu thông thường khác mà ăn mà giống như kiểu là cứng ngắc. Không, cái vỏ bánh nó rất là mềm. Mà bên cạnh đó nữa á, là cái sự cà phê nó hòa quyện với dừa, một cái mùi nó rất là đặc biệt đó các bạn, một mùi thơm của dừa ở một mùi thơm của cà phê quyện lẫn với đó chính là cái béo và cái ngậy của dừa các bạn, một cái thay vị thanh ngọt. Mà ngoài ra nữa là cái hậu vị của nó là có phô mai à, ngon ngon thực sự luôn các bạn ơi, em xin rồi thực sự các bạn à, nếu như mà bình thường á mà Dung ăn á thì bởi vì cái này là trên sóng livestream thì Dung mới ăn nhỏ nhẹ vậy thôi thưa các bạn. Cái này thì Dung nghĩ là chắc các bạn sẽ hiểu cho Dung ha, chứ còn bình thường mà Dung ăn á là nó sẽ phải kiểu nguyên béo nó là phải bóp miệng luôn mọi người thì nó mới có thể là đủ cho cái sự thèm ăn của Dung á. Nhưng mà ở đây là ở trên sóng livestream thì Dung xin phép các bạn là ăn nhỏ nhẹ thôi thì nó mới cho ra dáng được người MC chứ đúng không các bạn, chứ mà ăn hết cả miếng như thế kia thì nó kỳ quá làm sao được. Nhưng mà nói chung là gì, ngon lắm các bạn ơi, một cái mùi thơm mà nó quyện lại bây giờ cái hậu vị á là một cái sự béo béo ngậy ngậy của phô mai á, ôi thích thật sự. Đây và đây là cái vị phô mai, cà phê phô mai dừa các bạn nhé, cà phê phô mai dừa, cà phê kết hợp với phô mai mà bây giờ còn kết hợp thêm với dừa nữa thưa các bạn. Nói thật là gì nhỉ, nghe thì có vẻ lạ nhưng thực sự lại không lạ chút nào, bởi vì sao, đây là một cái sự tương hỗ cho nhau, một cái hương vị nó tương hỗ cho nhau, thế nên là khi mà cho ra thì một cái hương vị nó rất là khó tả, nó cân bằng lại một cái vị ngọt nhưng mà nó không có bị ngọt quá mọi người. Thế nên là nếu như mà trong trường hợp những ai mà chúng ta ghét đồ ngọt á thì các bạn yên tâm, bởi vì sao, những chiếc bánh của Simon Kết đều có một cái vị ngọt nó rất là thanh. Nghe Dung miêu tả thì không biết là có thể nào mà miêu tả được hết cái sự ngon hay không, thế nên tốt nhất là gì, các bạn cần phải đặt mua về, các bạn phải mua về các bạn thử thì mới thấy được. Thông qua cái vị bánh vừa rồi thì Dung mới kết luận được rằng cái này không những là tốt nước sơn ở bên ngoài mà tốt gỗ cả ở bên trong nữa. Thành ra chỉ 1.755.000 đồng duy nhất trong khoảng thời gian livestream này thôi các bạn nhé, mau chóng chốt đơn liền tay. Nếu em là người may mắn trúng thưởng mạnh dạn order thêm một hộp để tặng hai con vợ, hứa trời hai con vợ luôn ạ. Ok lên đặt nhá, nhớ giữ lời hứa nhá, cố gắng comment xin nhiều vào để mà lát nữa được nhận giải, rồi sau đó là có gì chúng ta sẽ cùng nhau tặng thêm cho hai con vợ, có tặng thêm cho MC tí gì không ạ? Ok rồi bây giờ xin thích đủ thứ chất thật, mấy vị này mấy vị nào bần tăng cũng không bị dị ứng mô phật. Dạ vâng ạ, cảm ơn cảm ơn sư thầy thích đủ thứ ạ. Thế là không có vị nào mà vị sư thầy thích đủ thứ này bị dị ứng. Thế nên là Simon Khách cũng cảm ơn sư thầy vì đã đồng hành và comment rất là thú vị rồi. Vậy thì bây giờ này, các bạn ơi, ở đây Dung thấy là Lê Đạt đang rất là mong ngóng, cũng như là bạn Hân Nhã nữa cũng đang rất là mong ngóng được mang về cho mình phần quà đến từ phía CQC and Mixology. Thế nên là không để cho các bạn chờ đợi lâu, quay số các bạn nhé. Ok, bây giờ quay số luôn nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng xem thử người được mang về cho mình phần quà số 3 sẽ là ai nhé.
Đang đêm mới ăn cơm giờ lại làm một phát đói, hiện tại đang tụng kinh và cứ chảy nước miếng, cẩn thận đứt chuỗi nha sư thầy, trời ơi khổ quá. Em thầy làm như vậy làm em cảm giác có lỗi lắm ấy ạ. Rồi mong được món quà trung thu từ Si ạ. Chị ăn xong bánh nhớ tặng em hộp nhé con Chí, nếu mà tặng được là em cũng tặng liền ạ. Rồi không biết là bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa, hãy cùng xem thử nào. 3 2 1 bắt đầu, ai sẽ là người may mắn tiếp theo nhá. Ở đây xin được chúc mừng chị Vũ Yến cũng đã đặt đơn thành công này, xin được chúc mừng chị nhé, mang về cho mình được một bộ lễ hội phong dạ, phong nhã với mức giá chỉ có 1.755.000 đồng thôi. Dạ rồi, ai nữa mà chúng ta muốn đặt hàng thì hãy mau chóng là gì comment lên tay là tên kèm theo đó là số điện thoại để được mang về cho mình một bộ lễ hội phong nhã chỉ có bao nhiêu, 1.755.000, mà kèm theo đó nữa là được free ship trong khu vực Hà Nội nhá. Trời, tặng hộp thôi cũng được. Công nhận là cái hộp nó xịn thật luôn đó mọi người, nó xịn từ bên trong cho đến bên ngoài nữa cơ, ai cũng mua cũng vợ trở thế, ai cũng chua. Mùa này dịch quá thầy ạ, thế nên là nó cũng đang bị khó khăn đấy. Rồi và con số chúng ta đã hiện ra, ôi 53, Vũ Yến ạ, chính là vị khách mà vừa nãy mới chốt đơn xong đấy ạ. Thì Dương xin được chúc mừng chị Vũ Yến của chúng ta đã là người may mắn, và ở đây là Dương cũng thấy là chị Vũ Yến đã chia sẻ rồi, thế nên là Dương xin được chúc mừng chị Vũ Yến nhá, đã được mang về cho mình hộp lễ hộp phong nhã thứ ba này, chúc mừng chị ạ. Rồi ở đây Lê Đạt đã được một hộp, em cảm ơn, lấy em thêm một hộp nữa nha. Dạ mong có quà trung thu. Ok rồi, ở đây là anh Lê Đạt ơi, mình đang muốn mua thêm một hộp nữa đúng không ạ, vậy thì có gì nó giúp em là comment ở dưới, tên của mình là tên Đạt đúng không nào, và kèm theo đó là số điện thoại để giúp cho Si xin có thể chốt đơn thành công cho mình nhé. Mong có quà trung thu từ Si, bạn Lê Hương. Dạ vậy thì giúp em là comment liền tay hashtag Si, kèm theo đó like và share, và nhớ là để dưới chế độ công khai nhé, sau đó đồng hành cùng với em tới phút cuối để khám phá xem trong 2 lượt quay nữa liệu mình có được may mắn gọi tên hay không. Ok rồi ạ, bây giờ vừa nãy là vị cà phê phô mai dừa. À, các anh chị ạ, em mà xin phép là thử một thứ một ít để mà lát nữa em thử hết xong. Rồi bây giờ em xin được cắt cái vụ cái hương cà phê phô mai dừa này, và em bây giờ sẽ đến vụ hương sầu riêng nhá, để em xem thử là hương sầu riêng là nằm ở trong hộp nào nhá. Đây anh chị thấy không, chiếc bánh trung thu nào cũng được để trong một chiếc hộp, nó rất là đẹp như thế này, tinh tế tỉ mẩn đến từng chi tiết. Đây là thập cẩm truyền thống này, thập cẩm truyền thống, bây giờ mình đang muốn là sầu riêng đúng không ạ. Rồi em cũng thích sầu riêng lắm, em nghe bảo á, sầu riêng của Simon Kết á nó cũng tuyệt vời lắm, kiểu như là nó ngon, nó dẻo mà nó béo béo ngậy đó. Thế nên là bây giờ đây em chắc chắn là cái này là sầu riêng luôn, không đúng nữa thì em bỏ cái khác đó. Bởi vì là các hộp nó giống nhau quá, thế nên là em cũng đây rồi ạ. Trời ơi, em bảo bà sầu riêng trứng muối đây rồi các anh chị ơi, đấy nhá, sầu riêng trứng muối nhá. Rồi bây giờ em xin được khui ra, em xin được khui ra. Si ơi, em trồng cây si, trồng cây si nhà trung thu mất rồi. Nguyễn Thị Ngọc Mến, trời ơi tuổi dễ sợ chưa, Mến ơi, Mến được phần quà nào chưa, nhớ là chưa đúng không nào. Thế nên là bây giờ tiếp tục comment đi, hashtag si kèm theo đó là gì, like và share bài livestream mình nhá, thì có gì á ít phút nữa biết đâu được mình là người may mắn. Rồi để lên giúp em với nhá. Ok đây anh chị ơi, lại một chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn đúng không nào, ở ngay phía trước là logo của Si đó, rất là đẹp và sắc nét. Một chiếc bánh nhỏ nhắn như thế này nhưng mà ở bên trong nó là chứa được bao nhiêu tinh hoa đất trời mà Si mang đến cho chúng ta đấy. Rồi bây giờ hít mạnh cơ, yêu quá sang xịn ngon quá chị ơi Hà Còi, công nhận ạ. Các bạn thấy không, cái hộp nó đã xịn rồi nhưng mà cái bánh ở bên trong nó còn xịn hơn nữa. Đây nhìn nhá, chủ trạng đẹp chưa, nó nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi, biết sao không, nó nhỏ như vậy để làm gì, tập trung được chất lượng ở bên trong. Nhưng mà Dung hay nói đùa nhỏ để làm sao giúp ăn cơ ăn kiêng á mọi người, kiểu như á là Dung biết chắc chắn là trong mùa dịch này thì chúng ta cũng đã có nhiều bạn là cũng bị tăng ký hơn nhiều đúng không ạ, bị tăng ký hơn nhiều, vậy thì bây giờ phải làm sao chúng ta giảm cân đi, giảm cân bằng cách như thế nào, chúng lại không ăn, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ, người ta bảo rồi sống là phải ăn, ăn là phải sống đó, ăn để là để mà sống. Thế nên á là thôi chúng ta cứ ăn một lượt đi rồi sau đó giảm cân sau cũng được đúng không nào, mà ăn thì thôi bây giờ nếu như mà muốn giảm cân để không có bị kiểu như là phụ lòng mình á thì chúng ta ăn ít thôi đúng không, những cái chiếc bánh nho nhỏ như thế này có phải đáp ứng được cho mình không đó. Thành ra á là bây giờ sầu riêng chứ trời ơi, sầu riêng mà kết hợp với trứng muối đây, em xin được khui bánh luôn, vỏ bánh rất là mềm nhá, bởi vì bánh của Si á là bánh tươi, thế nên là gì, những chiếc bánh của chúng ta bánh nào cũng vậy luôn ấy ạ, nó rất là mềm đây nhá, em sờ thử cho các anh chị coi đó, bánh rất là mềm, trời ơi, nó mềm mà nó mềm quá trời luôn ấy ạ. Bây giờ em sẽ thử nhân ở bên trong này đó, trứng muối nhá, trời ơi cái bánh thì có chút chéo à, mà cái trứng muối nó chiếm hết cả cái bánh rồi đấy các anh chị thấy không, thế nên mới bảo chất lượng nó quan trọng hơn là hình dáng hình thức ở bên ngoài đúng không nào. Mà ở đây nhá, si của chúng ta vừa có được cả hình dáng bên ngoài, vừa có được cả chất lượng bên trong. Bây giờ này em xin phép
Em xin phép em ăn theo như yêu cầu của chị Mến. Hộp này ăn 20 phút chắc hết một hộp, ăn xong lại chim sau. Đúng rồi ạ, thầy ơi, ăn xong mình lại chim sau cũng được. Khổ, đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Mỗi năm mà có một lần là bây giờ mà bảo vì giảm cân mà mình không ăn bánh trung thu á, buồn chết đúng không ạ? Rồi bây giờ em xin phép em ăn nha. À. Từ nãy giờ em quên thưởng trà các anh chị ạ. Ăn bánh trung thu, ăn bánh trung thu mà không uống trà thì quả là một cái sự phí phạm nó rất là lớn đúng không ạ? Uống trà để làm gì? Cho mình thanh giọng lên đó. Uống trà trong cái việc ăn bánh trung thu là để giúp điều hòa lại. Do vì bánh trung thu thường là những cái loại bánh nó rất là ngọt đúng không nào? Thế nên là chúng ta cần phải uống trà để điều hòa lại cái vị ngọt của bánh. Nên em xin phép uống xíu nhé. Trà ô long nữa đấy ạ, trà ô long mà theo kiểu thượng hạng đó chứ, cái mùi nó rất là thơm, xong rồi nó quyện với cái vị bánh trung thu, vỏ bánh thì mềm, sầu riêng thì theo kiểu béo ngậy nữa, rồi chưa kể là trứng muối, sầu riêng hòa quyện với trứng muối, vị ngọt của sầu riêng, vị béo của sầu riêng hòa quyện với cái vị ngậy ngậy của trứng muối, vị hơi mặn mặn của trứng muối, kèm thêm nữa là cái vỏ bánh nó mềm, nó trời nó ngon thật sự luôn, kết hợp thêm với trà ô long nữa, quả thật là xuống sách luôn đấy ạ. Đó, các anh chị thấy không? Đâu phải là chỉ có cái hộp đẹp không đâu. Bởi vì thực chất á, là bộ lễ hội phong nhã này là một món quà trung thu. Thế nên là gì? Sim mới tập trung trong cái việc là thiết kế cho cái hộp nó đẹp thôi. Chứ không phải vì thế mà bỏ qua mất cái tâm hồn của cái món quà. Chính là cái bánh trung thu đúng không ạ? Đây ạ, nhân sầu riêng trứng muối. Vừa rồi á, khi mà em ăn cái vị cà phê phô mai dừa và bây giờ cái vị cà phê, với vị sầu riêng trứng muối này thì em thấy là nó ngon đều anh chị ạ. Nó ngon đều nhau luôn ấy, không có, em chưa thấy được là có một cái sự chênh lệch nào cả hết trơn, tức là cả hai đều ngon cả luôn ấy, không có cái nào dở hơn cái nào hay có cái nào ngon hơn cái nào cả, mà đều ngang nhau. Và có một điều nhá, thường á là khi mà chúng ta mua bánh trung thu á, mà đặc biệt là vị sầu riêng nữa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lo sợ về cái vấn đề là gì, là nó bị ngọt quá đúng không ạ, nó bị ngọt quá đúng không, đặc biệt là sầu riêng nữa. Trời ơi, sầu riêng mà bây giờ còn có thêm cả trứng muối rồi còn có thêm cả cái vỏ bánh trung thu ở bên ngoài thì sợ nó sẽ bị sao, nó bị ngọt quá đúng không nào. Nhưng mà ở đây anh chị yên tâm, đối với bánh của Simon Kate, với sự tài hoa của những người đầu bếp chuẩn 5 sao của Simon Kate, Sea Cuisine and Mixology, thì chúng ta yên tâm, cái vị nó rất là thanh, nó rất là thanh, mà chưa kể nữa là do vì kết hợp thêm cái trứng muối, quả trứng muối to chà bá ở bên trong nữa. Nên em nói vui nha anh chị thấy không ạ, bình thường một cái bánh trung thu mở ra cắt hai ba phần không thấy được hai, tức là ví dụ mình chia ra 4 miếng đi thì kiểu gì cũng sẽ có là gì, một đến hai miếng là không có cái miếng trứng muối nào hết trơn ấy. Nhưng mà đối với Sea Cuisine thì khác, quả trứng muối nó rất là to, nhiều khi á, nhiều khi chị em đánh nhau, chị em ở trong nhà đánh nhau là chỉ bởi vì cái miếng trứng muối của ai nhiều hơn ai thôi. Không biết là ở nhà anh chị như thế nào, nhưng mà ở nhà thì Dung á là toàn bị như vậy, nhưng mà tranh giành nhau cái miếng trứng muối đã thế hả, nó lại còn bị để lệch nữa chứ, trời nó tức gì đâu mà nó tức luôn đấy ạ. Nhưng mà ở đây CQC này, đây em mở ra cho chúng ta cùng coi luôn nhé. Đó, trứng muối là đều cả hai bên, trứng muối đều cả, tức là nằm ở chính giữa luôn á, bởi vì mặt trăng thì phải tròn đều, mặt trăng thì phải tròn đều và nằm ở ngay cạnh chứ đúng không nào, ngay ở trung tâm đất trời chứ đúng không nào. Thế nên á là từ những cái việc thiết kế này cho đến là cách làm từng tiểu tiết một được xin rất là chăm chăm chút và cẩn trọng đúng không nào. Và ở chính giữa như thế này thì chúng ta không phải lo về vấn đề đánh nhau vì miếng trứng muối rồi đấy. Nên là mong chóng đặt hàng cùng tay anh chị nhé. Bao nhiêu nhở, trong livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có mức giá là 1.755.000 đồng thôi, 1.755.000 đồng. Còn nếu như mà chúng ta mua sau livestream á thì giá sẽ là lên tới tận 1.950.000. Thì tính ra mà nói á, cho dù là 1.755.000 hay là 1.950.000 thì em thấy rằng cái mức giá này nó vẫn thấp so với cái giá trị mình nhận được. Mình mua một chiếc bánh trung thu, mình vừa được ăn những chiếc bánh trung thu chuẩn 5 sao, mà bên cạnh đó là mình còn có được nguyên một chiếc hộp rất đẹp như thế này. Giống như vừa nãy nhiều chị, giống như chị Vân Trí có nói đấy, tặng em chiếc hộp không thôi cũng được đó. Nhưng mà có hộp mà không có bánh thì nó phí đúng không nào? Thế nên chị Vân Trí ơi, đặt hàng liền tay đi. Số điện thoại kèm cho đó là tên của mình để chốt đơn liền tay nhé. Còn nếu như mà muốn mua số lượng lớn thì có gì là inbox trực tiếp cho em, inbox trực tiếp cho Si nhá. Dạ rồi, ở đây em xin xin quá. Dạ vâng, chị MC sẽ ăn hết miếng này. Rồi, mến ơi, thực sự là Dung cũng muốn lắm á, nhưng mà biết sao không, sợ mọi người kêu Dung kém duyên á, thế nên là Dung sợ. Chứ còn bình thường á, là Dung nghĩ rằng là chắc là mến cũng giống Dung được không nào. Kiểu mình ăn là mình phải theo kiểu
biết là thưởng thức, nhưng mà ít quá sao thưởng thức được hết đúng không? Thế nên là bình thường là sẽ theo kiểu là nhiều khi là bỏ nguyên cái bánh vào trong miệng nữa cơ. Thành ra là với cái tính đấy thì Dung không thể nào mà để trên sóng livestream này được, nó bị kỳ, nó bị kỳ, mình phải nhỏ nhẹ, mình là con gái mà ngon quá. Rồi rồi, ok. Dung, Dũng Nguyễn ngon quá, dạ phải công nhận luôn đấy ạ, ngon lắm luôn đấy. Thế nên mọi người đừng bỏ lỡ, mau chóng đặt hàng đến tay cho Dung nhé, tên kèm theo đó là số điện thoại để được thưởng thức cả 6 hương vị. Từ nãy giờ Dung mới thưởng thức được có hai à, bởi vì sao nó ngon quá. Đáng ra ban đầu á là các bạn biết sao không, Dung tính gì chỗ phải ăn cho hết toàn hết 6, phải thưởng thức cả hết 6 vị như thế này để biết được cái nào ngon hơn cái nào, để biết được là cái nào mình thích nhất. Nhưng mà khổ quá thấy không, cứ mỗi vị bánh lại ngồi phải dừng lại mà cảm nhận cái vị ngon của nó. Thành ra cuối cùng bây giờ chuẩn bị quay số lượt số 4 rồi mà mới được có hai vị trong số 6 vị ở các bạn. Trời ơi, thế nên là bây giờ như thế này, thời lượng livestream có hạn, nên là nếu như mà chúng ta muốn được trọn vẹn cả 6 vị á, tốt nhất là gì, đặt mua nhá, tên kèm theo đó là số điện thoại, free ship trong khu vực nội thành Hà Nội đó. Thế nên là cái gì, mau chóng đặt đơn lên tay, tên kèm theo đó là số điện thoại của mình lên nhá. Ok rồi, và bây giờ em đặt một hộp sim nha chị yêu, chị Vân Kiều. Dạ vâng ạ, chị Vân Kiều ơi, em xin được cảm ơn sự ủng hộ của chị Vân Kiều nhé. Bây giờ thì CQC sẽ tiến hành liên hệ với mình liền để giúp cho mình làm thủ tục để nhận giả, để giúp cho mình làm thủ tục để đặt đơn trong buổi livestream ngày hôm nay, mang về cho mình những ưu đãi nhé. Anh chị ơi nhớ nhé, mua trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta mới được cái mức giá này, mà một cái mức giá này thì chỉ có trong livestream thôi. Thế nên là tại sao chúng ta lại phải, trong khi chúng ta có thể tiết kiệm được lên tới tận là gần 200 ngàn, hơn 200 nghìn cả tiền ship nữa chứ, vậy thì tại sao không mau chóng đặt đơn liền à? Còn đâu đó khoảng cỡ tuần thôi, cả đến Trung Thu rồi, mà trong khoảng thời gian này tuy là dịch bệnh khó khăn nhưng mà Si vẫn sẽ cố gắng hết mình để có thể giao hàng cho tận tay, tận tay các anh chị, để chọn chị gọi là kịp cho cái dịp mà mình đón Trung Thu nhé. Rồi ở đây, hôm trước ông chủ trì được tặng một hộp bánh Trung Thu, ổng ém ăn, ổng ém ăn một mình, mong chúng hộp khè ổng chơi. Dạ không ngờ là chùa của thầy thích đủ thứ, nó cũng thú vị thật, hèn gì mà thầy cũng mặn mòi như là nước biển biển khơi vậy đấy ạ. À, rồi mong được quà bạn Lê Hương. Dạ ở đây là Dung thấy có rất là nhiều bạn đang ngóng lòng chị Vũ Yến, ngon quá. Dạ chị Vũ Yến ơi, em thấy là chị đã được tới tận hai hộp quà, hai hộp bánh, hai hộp lễ hộp phong nhãn này đúng không nào, một phần là trong quà mini game này và một phần là chị đặt mua nữa. Thế nên chị yên tâm, ít ngày nữa thôi là mình sẽ được là thưởng thức trọn vẹn và mới thấy được là cái sự ngon tuyệt vời mà nó mang lại. Ok ạ, à, bây giờ là Dung thấy á là chúng ta đang rất là ngóng lòng để tham gia mini game rồi đúng không nào, ngóng chờ xem người thứ tư được nhận quà là ai. Thì bây giờ xin mời bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhé, hãy giúp thì Dung hãy cùng đến với được quay mini game số 4. Không biết là chị Văn Trí của chúng ta còn ở đây không nhỉ? Từ nãy giờ tội chị ghê, từ nãy giờ comment quá nhiệt tình luôn mà chưa thấy được may mắn gọi tên. Mau chóng comment tiếp cho em nhé, cả những anh chị nào khác nữa. Cứ tiếp tục comment giúp em nha. Cơ hội chúng tôi cũng rất là lớn đấy. Và bây giờ 3, 2, 1 và bắt đầu. Bạn Trần Linh, ngang dưới cùng là gì thế chị ơi? Dạ đây ạ, à, bạn Trần Linh ơi, ngang dưới cùng của chúng ta là hộp trà. Đó, uống ăn bánh Trung Thu mà không có trà kèm theo thì nó sẽ là một sự thiếu sót rất là lớn. Thế nên nữa là để thưởng thức theo kiểu đúng chuẩn hoàng cung thì chúng ta sẽ cần phải là gì? Đó, có trà bên dưới đây nhá. Đây, cái hộp dưới cùng của chúng ta. Để Dung mở này ra cho các bạn coi. Con số của chúng ta đã hiện ra rồi kìa. Đó là con số 47. Dạ rồi, các bạn chờ Dung một xíu. Đây nhá, hộp của chúng ta ở ngăn dưới cùng này sẽ bao gồm là một hộp trà ô long. Một hộp trà ô long. Đây. Ôi cái này nó bị chỗ đấy là Dung bị vặn mất đâu, mở giúp em đi nha. Một hộp trà ô lăng và kèm theo đó là một quyển brochure như thế này, một quyển brochure trong đó là có ghi ý nghĩa của tên này, cũng như là những vị bánh này, cũng như là chúng ta sẽ có một bức thư cảm ơn nữa. Thì trà ô long này là trà ô long thượng hạng với bức trà rất là to, thế nên là chúng ta pha uống giống như vừa nãy Dung ăn Dung uống á, nó sẽ giúp hòa quyện và làm cho cái vị bánh Trung Thu của mình nó trở nên ngon hơn đấy. Rồi và ở đây Dung thấy đã có người may mắn, đó là con số 47, Khánh Vi Hoàng Hoàng. Không biết là bạn Khánh Vi còn đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay không ha? Thì Dung xin được chúc mừng bạn Khánh Vi nhé. Đó là người may mắn tiếp theo mang về được cho mình phần quà ngày hôm nay là một bộ lễ hộp phong nhã. Trời quá tuyệt vời luôn đấy. Một phần quà rất là giá trị giá lên tới tận là 1.950.000 đồng như thế này. Vậy thì tại sao chúng ta không mau chóng đặt hàng? Bởi vì ngày hôm nay quà thì có hạn thôi đúng không nào? Thế nên là nếu như mà giờ sớm chúng ta chưa được may mắn lắm, chưa được gọi tên, thì các anh chị chúng ta cứ là gì nhỉ? Đặt hàng, tự mình tạo may mắn cho mình đúng không nào? Chưa kể nữa là đây sẽ là một phần quà rất là ý nghĩa trong dịp Tết Trung Thu chứ. Rồi ở đây ngon xỉu Nguyễn Thị Ngọc Mến á, ngon xỉu luôn đúng không ạ? Nhưng mà Mến ơi, bây giờ mà Mến mà mua ăn nữa là đảm bảo với Mến á là nó sẽ còn ngon hơn nữa đấy ạ. Đây, mở được rồi. Vừa nãy là một phần do lỗi của Dung. Dung lắp nó bị lệch các bạn. Đây, cháu làm các bạn thấy không? Cái búp trà nhá, nó rất là to.
Đây là trà ô long thượng hạng. Và khi mà ăn bánh trung thu á, chúng ta uống thêm trà ô long này nữa thì nó thật với các bạn là xuống sách luôn. Bình thường uống trà không thôi là đã thấy ngon rồi, mà bây giờ trà ô long nữa thì còn điều gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Rồi, ở đây xem nữa nào. Si hy vọng may mắn trúng món quà đặc biệt của nhà. Ước được một lần thì có tên em ạ. Em cực kỳ thích bánh trung thu của nhà, hy vọng có cơ hội trúng. Chúc nhà ngày càng thành công và phát triển. Em sẽ luôn theo dõi và tin tưởng ủng hộ nhà trong suốt những hành trình sản phẩm mới cùng những mini game hay vừa ổ bổ ích ạ. Dạ vâng, rất là tuyệt vời, một lời chúc rất là đáng yêu đến từ phía bạn Trần Huyền. Cảm ơn Trần Huyền vì đã đồng hành cùng với Dung trong buổi livestream ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta vẫn đang còn tới tận một lượt quay số nữa, nên là có gì các bạn hãy cứ đồng hành cùng với Dung nhé, bởi vì biết đâu được đến phút cuối mình lại được may mắn gọi tên thì sao, đúng không ạ? Rồi, ở đây chị ơi, Trần Linh. Dạ Trần Linh ơi, xin lỗi bạn nhé, vừa nãy Dung trả lời bạn hơi muộn thì không biết là bạn còn đang trong livestream ngày hôm nay không ha. Vừa nãy Dung có rep rồi thì đây là một cục trà đó, thì Trần Linh còn có thắc mắc nào cứ comment ở dưới nhé, em xin vui tính quá. Rồi nhá, dưới có gì đã, rồi đây rồi, yêu sản phẩm chắc là ông chủ chỉ bán chuông rồi, mua quá. Trời ơi, hộp này của tôi làm gì bằng được cái hộp một cái chuông đồng đâu ạ. À, sư thầy ơi, sư thầy nói thế làm em buồn quá à. Chị xinh quá. À, em trúng số độc đắc, em mua 10 hộp luôn chị ơi. Không thì bây giờ mình mua trước đi rồi mình chờ trúng số độc đắc sau, đúng không? Mình mua trước đi chứ bây giờ cái số lượng này thì lại có hạn đấy chứ. Bây giờ nếu mà là sử mà mình không mua thì cuối cùng phải đợi mãi đến năm sau. Mà năm sau thì không còn hộp này đâu, sẽ là những cái mẫu thiết kế khác. Đến với thì chúng ta sẽ luôn có cái sự là thay đổi liên tục. Thế nên á là các bạn chốt đơn liền tay trong ngày hôm nay đi. Mỗi năm có một lần, đúng không nào? Một món quà ý nghĩa cho người thân và gia đình, một lời chúc an yên dành tặng cho những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao không? Mau chóng đặt hàng đến tay, tên kèm theo đó là số điện thoại nhá. Với 1.755.000 đồng là giá trị duy nhất trong khoảng thời gian livestream, bạn sẽ nhận được trọn bộ một bộ lễ hộp phong nhã nhã như thế này. Với một bộ lễ hộp phong nhã như thế này, bạn sẽ có 6 chiếc bánh trung thu. 6 chiếc bánh trung thu đều được để trong một chiếc ngăn kéo nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Và mỗi chiếc bánh trung thu sẽ còn được đựng ở trong một chiếc hộp được thiết kế rất là xinh nữa. Như vậy thì chúng ta tặng lẻ cũng được mà tặng nguyên hộp cũng được luôn đấy ạ. Rất là tinh tế đúng không nào? Ngoài ra nữa nhé, chúng ta sẽ còn có thêm là một cái sân khấu cung đình Huế, nhã nhạc cung đình Huế như thế này để trang trí cho cái căn nhà của chúng ta nó trở nên sang trọng hơn, nhìn nó đẳng cấp hơn đúng không nào? Chưa kể còn có trà ô long đó, chưa kể còn có thêm những cái lời chúc xinh xắn đáng yêu như thế này đến từ cái CQC nữa. Vậy thì tại sao không mau chóng đặt hàng đến tay, bởi vì số lượng có hạn. Theo như Dung được biết á, thì bộ lễ hộp phong nhã này của chúng ta được rất là nhiều những ngôi sao này, ngôi sao hạng A và cũng như cả là những ngôi sao Việt, những nghệ sĩ Việt của chúng ta tin tưởng, có thể kể đến như là ca sĩ Đức Phúc này, rồi là hoa hậu Mai Phương Thúy này, ca sĩ Hằng Dũng này. Ngoài ra nữa là Dung còn thấy là còn có thêm cả chị Lưu Hà Trinh. Ngoài ra là còn có thêm là mới nhất gần đây á là có fashionista Bông Nguyễn thì cũng đã có làm hẳn luôn một cái vlog để giới thiệu về bộ em vừa về bộ lễ hội phong nhã này. Thì như vậy chúng ta cũng có thể thấy được đó chính là cái độ hot máy mới mang lại, đúng không nào? À, ở đây á là Dung thấy có chị Mộc Trà đang hỏi là chị đổi hết 6 vị sang La Pa trứng chảy được không. À, cái này thì chị Mộc Trà thân mến, thực sự thì em biết là đôi khi là chúng ta sẽ có một cái sự là yêu thích đặc biệt đối với một cái hương vị nào đấy đúng không ạ? Nhưng mà tiếc quá những cái combo này của chúng em thì đã được set sẵn rồi, và combo này thì sẽ có 6 vị khác nhau. Tuy nhiên chị Trà yên tâm, bởi vì á là em thấy á là hương vị nào cũng ngon hết á. Chúng ta thích lava, chúng ta bây giờ đang thích lava trứng chảy đúng không? Nhưng mà bởi vì nhiều khi chúng ta chưa được thử những hương vị khác thì sao? Thế nên là thử thêm những hương vị khác để biết đâu được chúng ta lại nghiền thêm những hương vị khác hả? Đó, nên là chị Trà yên tâm nhá. Hiện tại thì chúng em không thể hỗ trợ cho mình là đổi hết sang 6 vị lava trứng chảy được. Nhưng em đảm bảo cho chị là gì? Chị sẽ yêu thích hết cả 6 vị mà chúng em mang đến cho mình đấy. Ok, hy vọng được quà từ Si ạ. À. Dạ Lê Hương ơi, chúng ta vẫn đang còn một phần quà nữa, một lần quen nữa. Thành ra là hãy tiếp tục đồng hành cùng với em tới phút cuối của livestream nhé. Lan Nhi, ước được idol gọi tên. Dạ, Lan Nhi ơi, chúng ta vẫn đang còn một lượt quay nữa, mau chóng comment tham gia livestream là gì, hashtag C kèm theo đó là chia sẻ bài livestream này dưới chế độ công khai nhé, nhớ là phải dưới chế độ công khai nha. Rồi ở đây để xem thấy nào, quay số 7 đi chị, quay số 7. Trời, nếu như mà tôi mà tức là tôi mà kiểm soát được cái vòng quay may mắn á thì tôi cũng kiểm soát luôn rồi, thì tôi cũng sẽ cố gắng là cho những cái người mà tôi thích từ nãy giờ, những cái người mà kiểu như là không mà nhiệt tình là được quà rồi đấy. Nhưng mà tiếc quá các bạn ạ, cuộc chơi thì phải công bằng chứ đúng không nào? Thế nên là hệ thống máy tính sẽ là người chọn lọc cũng như là lựa ra, thành ra là rất là mong các bạn sẽ thông cảm và thấu hiểu cho Si nhá. Ok, ở đây là Dung có thấy bạn Hà Còi không biết mình đứng thứ bao nhiêu ạ. Cái này thì Dung cũng không biết luôn, lát nữa mình check á, check khi mà bảng quay số may mắn nó hiển thị lên á thì bộ phận của chúng em cũng sẽ có kéo lên thì mình xem thử mình có số may nhiệm bao nhiêu nhá. Rồi ở đây
Chúc mừng bạn nhé, ai mua là được tặng đó. Ui em cảm ơn ạ. À. Rồi, ở đây may mắn quá. Quá tuyệt vời luôn, không chơi nữa đâu ạ. À. 4 lần rồi trả được, lần cuối không được là nghỉ game. Thì có lần cuối nữa chứ mấy đâu lên đàn thôi. Mình chịu khó thêm xíu nhá. Ở đây xong thấy là có anh Nghĩa Nguyễn đang cũng có một comment hỏi là ở đây anh muốn đặt số lượng lớn thì cọc trước bao nhiêu? Dạ, anh Nghĩa thân mến, đối với những khách hàng mà chúng ta mua với số lượng xỉ á, thì Si sẽ có chiết khấu hấp dẫn, thì anh Nghĩa vui lòng inbox trực tiếp cho Si để được đội ngũ chăm sóc khách hàng tư vấn cụ thể nha. Còn về vấn đề đặt cọc như thế nào cũng như là cách thức thanh toán chuyển khoản ra làm sao thì có gì á là Si sẽ hỗ trợ được tư vấn cho anh nhá. Thế nên là bây giờ anh Nghĩa ơi, chúng ta cứ là gì ạ, giúp em là comment tên của mình kèm theo đó là số điện thoại, hoặc cũng có thể là inbox trực tiếp cho chúng em, hoặc cũng có thể là gì ạ, theo số hotline 0903 0318 18 để được hỗ trợ một cách trực tiếp nha. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đến với lượt quay số thứ 5 luôn. Các bạn nghĩ sao? Đó, bộ lễ hội. Dạ, lễ hộp nha. Lễ hộp không phải lễ hội nha. Thế mới là điều đặc biệt đấy. Ban đầu thì Dung cứ nghĩ là Dung đọc nhầm nhưng mà không phải đâu các bạn. Bộ lễ hộp phong nhã. Đó, tất cả những tinh hoa giá trị cũng như là những cái niềm tự hào dân tộc mà Si muốn mang đến cho các bạn á thì đều đã được hiển thị sẵn ở đây rồi, đều đã được là gì ạ, trang trí lên trên này hết. Thế nên các bạn thấy không, tất cả những sản phẩm bộ lễ hộp phong nhã này của Si á thì đều được làm bằng tay hết các bạn nhé, handmade 100%, từ những chiếc hộp này cho đến nữa là gì ạ, là những cái chiếc bánh ở bên trong đều là bằng handmade thủ công hết. Thế nên các bạn có thể thấy được rằng là gì, cái sự tinh tế và tỉ mẩn trong một cái bộ quy tắc kiệt tác như thế này. Vậy thì tại sao lại không mau chóng đặt hàng miền tay với mức giá chỉ có 1.750.000 đồng thôi mà các bạn đã sở hữu được một bộ lễ hội phong nhã đẹp như thế này, thì tại sao không, đúng không ạ? Và các bạn ơi, hãy mau chóng mà chia sẻ vào livestream này nhé, chia sẻ thật mạnh tay lên, bởi vì ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với đợt quay số thứ 5 rồi, nên là hãy mau chóng chia sẻ vào livestream này, bởi vì đó sẽ là công cụ, là chìa khóa để giúp cho các bạn mau chóng và cũng như là tăng thêm cái cơ hội được mang về cho mình phần quà là một bộ lễ hộp phong nhã này. Các bạn thấy không, vừa nãy đã có tới tận là 4 bạn may mắn được mang quà cho mình rồi, thì không biết là người thứ năm này sẽ là ai đây ta. Dung thấy là có bạn Lê Đạt từ nãy giờ đã hơi buồn một xíu bởi vì là chưa được nhận quà, đúng không nào? Dung cũng buồn lắm thực sự các bạn, là Dung cũng đang tham gia đấy đó, từ nãy giờ comment nhiệt tình không phải Dung nhưng mà nhờ bạn của Dung comment với các bạn nhưng mà vẫn chưa được gọi tên kìa, cho MC luôn mà cũng không có được nhận quà, thấy buồn không đó. Nhưng mà không sao, bởi vì cái này là nó sao nhỉ, nó là một sự công bằng mà đấy. Thế nên là các bạn nếu như muốn nhận quà thì chúng ta hãy tích cực và giúp Dung là gì, chúng ta chia sẻ càng mạnh tay càng tốt ở livestream ngày hôm nay nhá. Rồi ở đây không bao giờ may mắn bạn Vân Thủy Nguyễn. Trời ơi, sao lại nói không bao giờ may mắn? Bây giờ muốn may mắn không? Muốn may mắn chúng ta tự tặng may mắn cho mình bằng cách đặt hàng liền tay trong buổi livestream ngày hôm nay nhé, để được mang về cho mình những ưu đãi. Thứ nhất là được giảm đến tận 10%, từ 1.950.000 đồng giảm xuống chỉ còn lại 1.755.000. Và cái thứ hai nữa đó chính là gì nhỉ? Đó, là giảm gọi là free ship trong khu vực nội thành Hà Nội. Thì đấy là những ưu đãi cũng như là những may mắn mà Si mang đến cho mình rồi, đúng không nào? Thành ra là gì, thay vì là chúng ta chờ đợi may mắn, tại sao không tự tạo ra may mắn, tự tạo ra cơ hội cho mình, đúng không ạ? Rồi, có thấy em không chị ơi, đẹp trai trai, thấy chứ, thấy hết, các bạn cứ comment là Dung sẽ thấy hết các bạn nhá. Hãy mau chóng mặt đặt đơn liền tay. Và cú pháp đặt hàng của mình thì Dung xin được nhắc lại, đó chính là tên kèm theo đó là số điện thoại nhá, để được mang về cho mình ưu đãi. Hãy nhớ, ưu đãi thứ nhất giảm 10% là chỉ có trong livestream, còn ưu đãi mà free ship á trong nội thành Hà Nội thì sẽ chỉ có áp dụng trong ngày hôm nay thôi. Nên là những bạn nào mà chúng ta đang có nhu cầu là gì, à muốn lựa chọn những món quà trung thu ý nghĩa dành tặng cho người thân, dành tặng cho gia đình, dành tặng cho những người đối tác quan trọng của mình trong cuộc sống của mình á, thì hãy mau chóng đặt đơn liền tay để được mang về cho mình những cái ưu đãi có 102 này, chỉ duy nhất trong buổi livestream trong ngày hôm nay cùng với C Cuisine and Mixology 18 tháng 7 từ các bạn nhé. Ok, ở đây để Dung ca nào, muộn mất rồi Phương Hoa. Là chị Phương Hoa mới vào sao đúng không ạ? Chị Phương Hoa ơi, mình vẫn đang còn một lượt quay nữa, nên là chị Phương Hoa hãy cứ tiếp tục đồng hành cùng với chúng em đi, comment nhiệt tình lên, bởi vì sao vẫn đang còn cơ hội đấy nha. Rồi ở đây này, Thanh Lan này, rồi ở đây có rất là nhiều bạn luôn, những bạn nào chúng ta chưa chia sẻ thì hãy giúp Dung là chia sẻ liền tay nhá. Rồi, ước được một lần gọi tên Suri Nguyễn, em cũng mong được gọi tên hết tất cả mọi người lắm. Thôi thì bây giờ không được gọi tên trong mini game thì bây giờ mình gọi tên theo kiểu chào nhau như thế này chị chị nhá. Vào đầu like mà chưa được sướng tên, ôi buồn thế ạ. À, vào đầu like mà còn ở lại tên phút này thì em nghĩ rằng là cơ hội trúng của mình cũng khá là cao đấy. Thế nên là có gì đồng hành cùng mình em thêm chút xíu nữa nhá. Mai Nguyễn, mong được một lần may mắn. Lê Hường, mong được tặng quà tặng của Si ạ. Quay đi ạ, em hóng quá. Candy Phạm, dạ thôi, vậy thì bây giờ không biết là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng ta đã sẵn sàng chưa nhỉ? Đã sẵn sàng chưa nhỉ? Em thấy là ở đây là các bạn đã rất là ngóng lòng một lần này vòng quay gọi tên em nha.
Đó. Vậy thì bây giờ xin được nhờ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhé. Chúng ta sẽ hiển thị lên ở trên màn hình vòng quay số may mắn của chúng ta để cùng nhau xem thử là người may mắn cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay được nhận về cho mình một bộ lễ hộp phong nhã này sẽ là ai nhé. Dạ, ở đây bạn Thạch Trai Trai. Em chúc bếp ngày càng phát triển và thành công hơn nữa. Mong được may mắn ạ. Kelly bạn gọi tên em trong đêm. Đúng, gọi tên em trong đêm luôn đấy ạ. Bây giờ là tối rồi, 21 giờ rồi đúng không ạ? Không biết là các anh chị chúng ta đã ăn tối xong hết chưa? Chuẩn bị đi ngủ chưa hề? Em thì thực sự em vẫn chưa ăn tối. Bởi vì biết sao không? Em dành bụng em ăn bánh trung thu của CEO Mooncake. Thế nên là em vẫn chưa ăn tối. Và cũng chính bởi vì là để bụng đói. Thế nên là mới cảm nhận được một cách trọn vẹn cái vị ngon của nó đấy ạ. Rồi, chúc chị Mai Nguyễn may mắn. Bánh xe ngon lắm ạ, à. Bạn Đặng Thúy. Dạ vâng, phải công nhận ăn một lần thôi là vấn vương cả đời. Rồi, và bây giờ xin mời. Màn hình hiển thị đã hiện, màn hình quay số đã hiển thị ở trên màn hình rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau là 3, 2, 1, bắt đầu. Ở đây có vị khách thích đồ thứ và vị sư thầy thích đồ thứ của chúng ta đồng hành từ nãy giờ mà chưa được gọi tên lần nào đấy ạ. Trời ơi, tội thầy dễ sợ. Trời ơi, thôi thầy ơi, có gì lát nữa là con cúng dường cho thầy sau nhá. Dạ, nãy đi tụng kinh, ai cúng dường cho chùa qua bần tăng tụng kinh giải nghiệp, chết một cái là lên niết bàn luôn. Dạ thầy thúc đổ thứ ơi, không ngờ là thầy thầy mạng mỏi như là cá, gọi là cá mắm nghỉ cơi đấy ạ. Rồi, con số may mắn của chúng ta đã hiện lên rồi, đó là con số 99, ở vị trí số 99 ạ, bạn Nguyễn Nhung. Nhưng mà bây giờ hãy check dùm Zoom là bạn Nguyễn Nhung này là đã chia sẻ đủ hay chưa nhá. Bởi vì quan trọng ở đây á, là ngoài được gọi tên thì chúng ta sẽ còn cần phải thêm nữa là về vấn đề là đã chia sẻ. Thì nếu như mà chia sẻ đủ rồi thì xin được chúc mừng bạn Nguyễn Nhung của chúng ta. Rồi, hãy cùng check check thử nhá. À, ở đây Zoom thấy là có bạn có vị khách anh Nguyễn Hải Phong đã đặt một hộp ạ. À. Dạ vâng, thì Zoom xin được chúc mừng anh Nguyễn Hải Phong nhé, đã giữ lại được ưu đãi của mình ngày hôm nay. Dạ, những vị khách của chúng ta ơi, bây giờ là chúng ta chỉ còn lại khoảng cỡ chưa đến 2-3 phút à, là sẽ kết thúc livestream này rồi. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là những ưu đãi trong buổi livestream ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc luôn. Nên là có gì á, những ai mà chúng ta còn đang băn khoăn, còn đang thắc mắc thì cứ inbox trực tiếp cho Sea Cuisine and Mixology 18 hàng bài để được hỗ trợ tư vấn một cách cụ thể và trực tiếp nhá, để được giữ mình cho về cho mình những cái ưu đãi ngày hôm nay. Những ưu đãi trong livestream đó là vừa được free ship ở trong nội thành Hà Nội và ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ còn được thêm là giảm giá 10% từ 1.950.000 đồng, giảm thêm là còn lại là bao nhiêu ạ, 1.755.000 đồng mà thôi. Còn bên cạnh đó nhá, chúng ta sẽ còn được hỗ trợ phí ship, free ship trong nội thành Hà Nội. Và nếu như mà chúng ta kết thúc livestream chúng ta mới đặt á, thì chúng ta sẽ chỉ còn lại được là free ship thôi. Thành ra là những vị khách nào mà chúng ta còn đang băn khoăn, còn đang thắc mắc là bộ lễ hộp này thì nó có điều gì đặc biệt, bánh của nó như thế nào, đã làm sao, thì hãy cứ comment ở bên dưới. Em ngày hôm nay sẽ có mặt tại đây để làm gì, giải đáp hết tất cả những thắc mắc cho mình nhé. Ok, rồi. Và Dung xin được chúc mừng cho vị khách hàng Nguyễn Nhung của chúng ta. Chị Nguyễn Nhung đã chốt đơn thành đã là người may mắn chiến thắng, người cuối cùng trong mini game của chúng ta ngày hôm nay ạ. À. Tiếc quá, không phải sư thầy Thích Đồ Thớ, cũng chẳng phải là bạn Lê Đạt. Nhưng mà thôi không sao, bởi vì sắp tới á, thì CQC này Mixology sẽ còn có thêm rất là nhiều những cái ưu đãi khác nữa sẽ được diễn ra ở trên fanpage của CQC này Mixology 18 hạng bài. Thế nên á, là những anh chị ơi chúng ta có gì là qua nhá, là fanpage của CQC này Mixology và rồi sau đó theo dõi xem là sắp tới CQC sẽ còn cho ra mắt thêm những bộ sản phẩm nào nữa và cũng như là những ưu đãi nào nữa để chúng ta không bỏ qua nhá. Dạ ở đây thì Dung thấy là có anh Nguyễn Thuyết CQC Mixology 18 hạng bài lại cái số từ 1 đến 100 rồi, nhìn mê quá. Dạ không ạ, à, anh Nguyễn Thuyết ơi, cái này không phải là quay số từ 1 đến 100 đâu, mà cái này là quay số thứ tự đấy ạ. À. Tức là những con số mà vừa nãy em có đọc lên số 99 hay số 47 gì đó, thì đấy là những cái số thứ tự của những vị khách của chúng ta từ trên xuống dưới theo thứ tự là comment trước comment sau, chứ không phải là quay số may mắn từ 1 đến 100 nhé. Dạ vâng, rồi ở đây Khanh Si đã mang lại những thời gian thư giãn giải trí, mồng hồn hấp dẫn và buồn, giờ có hai người người yêu mà chỉ đủ tiền mua một hộp. Lẽ hả thôi, thế bây giờ có tới tận hai người yêu lần ạ, mà lại chỉ có một hộp. Thôi thì bây giờ mình chia ra đi, ví dụ như thế này này, ba hộp mình cho người yêu một của mình, ba hộp bánh mình chia cho người yêu hai của mình, còn cái hộp lễ hộp phong nhã này á là mình giữ cho riêng mình, là hoặc là cho vợ cả đấy. Anh Lê Đạt thì em chia như vậy có đúng không ạ? Phải nói là xuất sắc luôn chứ đúng không ạ? Phải nói còn không là như thế này nữa nhá, ví dụ như là đi mình có tới tận là một vợ cả và ba vợ bé, bây giờ ba cái bánh trung thu là cho chị vợ bé một,
ba cái bánh trung thu tiếp theo cho chị vợ bé hai, cái hộp trà này á mình để cho chị vợ bé ba, còn nguyên cái hộp lễ hộp phong nhã này là chúng ta sẽ cho chị vợ cả, đúng không ạ? Bởi vì em thấy là nhiều chị vợ là chúng ta thích cái hộp này lắm, thích cái hộp thôi không cần thích cái bánh luôn. Bởi vì sao? Mấy chị bảo rằng là sợ ăn bánh là bị tăng cân, nhưng mà các anh chị chúng ta yên tâm, bánh của Si á là với một trọng lượng rất là nhỏ, có 135 g mà, nên ăn không hề tăng cân đâu. Hoặc là giống như vừa nãy á, sư thầy thích đủ thứ có nói đấy ạ. Trời, ăn cái này hết tầm 20 phút à, hết tầm 20 phút mình tập khoảng có 1 tiếng thôi là hết sạch calorie ở trong đấy rồi, phải không ạ? Đấy, mình cứ có một cái niềm tin mãnh liệt là mình giảm được cân đi là nó sẽ không bị mập đâu. Cuộc sống được sống có một lần à, mỗi năm có một lần trung thu đến, mà bây giờ cứ bảo ăn kiêng cái này ăn kiêng cái kia thì có phải là phí của giờ đúng không ạ? Thành ra là các anh chị ạ, à, cứ ăn trước đi rồi giảm cân sau. Rồi, tiếc quá. Bạn nào Nguyễn Đăng Tú, free ship nội thành thế này thì hết sảy luôn ạ. À, dạ vâng ạ, à, anh Nguyễn Đăng Tú ơi, và đương nhiên là cái chính sách free ship này á, là sẽ chỉ áp dụng trong ngày hôm nay thôi. Thế nên là anh Tú, nếu như mà chúng ta đang quan tâm đến bộ lễ hộp phong nhã này của CQC á, thì chúng ta hãy mau chóng đặt hàng đến tay nhé. CQC là Mixology, thì giá của chúng ta hiện tại cũng đang được ưu đãi. Livestream của chúng ta thì sắp kết thúc rồi. Thế nên á, là những anh chị nào chúng ta chưa đặt được hàng, hãy mau chóng đặt đơn đến tay, đặt tên kèm theo đó là số điện thoại. Hoặc nếu như chúng ta sợ bị lộ thông tin á, thì có gì là gì ạ? Inbox trực tiếp cho Si luôn nha. Hoặc là theo số hotline mà vừa nãy em có comment ở dưới á, 090 303 1818, để được nhận sự hỗ trợ tốt nhất đến từ phía CQC nha. Dạ, gì bạn MC cũng nó tính được. Dạ, phải tính chứ ạ. Trời ơi, mình là dân theo cái kiểu là cũng đang bán luôn mà chị, thế nên cái đầu mình nó cũng nhạy một xíu. Do vì em thấy là anh Đạt ở đây tiếc quá, mua được có hộp, đủ tiền mua có một hộp mà cuối cùng có tới tận hai người yêu. Thế nên là em cũng tính xa hơn là lỡ như mà những anh chị nào mà chúng ta có tới tận là ba bốn người yêu thì như thế nào. Đấy thì mình phải chia ra như vậy nhá. Thậm chí là gì, nhiều khi là cái hộp này á, cái bánh trung thu mình tặng mỗi người một cái thôi là cũng đã đủ đẹp rồi. Bởi vì anh chị thấy không, đây một chiếc hộp bánh trung thu của mình á, là nó cũng không phải là theo cái kiểu là chỉ có gói ở trong bọc sơ sài bình thường nhá, mà nó còn được để nguyên ở trong cả một chiếc hộp rất là xịn sò như thế này. Ở đằng sau á thì cũng có được ghi rất là rõ là ngày sản xuất cũng như là hạn hạn sử dụng của mỗi chiếc bánh. Thì mỗi chiếc bánh tươi của chúng em á sẽ có hạn sử dụng là tầm 25 cho đến 30 ngày. Sẽ có nhiều anh chị bảo rằng sao bánh trung thu mà hạn sử dụng ngắn thế, bởi vì nó như thế này này. Thứ nhất á, là chúng em là làm bánh tươi và không có chất bảo quản, thành ra là chúng ta sẽ không thể nào để lâu được đó, sẽ chỉ để dao động trong khoảng cỡ tầm từ 25 cho đến 30 ngày thôi. Nhưng mà một cái điều đặc biệt, một cái công thức đặc biệt và vô cùng độc đáo mà Si đã phát triển được, có thể nói là một bước cải tiến và đột phá trong năm 2021, đó là cho dù chúng ta ăn không hết, chúng ta để trong ngăn mát tủ lạnh đúng không, thì như những chiếc bánh trung thu thông thường khác, nó sẽ bị cứng cái vỏ và phiến, và những cái hương vị ở bên trong chiếc bánh á, nó cũng sẽ bị vơi bớt đi phần nào, khiến cho chúng ta ăn không còn được ngon như lúc ban đầu nữa. Nhưng đến với Si thì các anh chị yên tâm là gì, chúng ta không có phải lo về vấn đề đấy. Bánh cho dù để ngăn mát nhưng nó vẫn sẽ giữ được cái độ mềm, và cũng như cái hương vị nó vẫn sẽ trọn vẹn như lúc ban đầu, như thuở mới yêu vậy đấy ạ. À, đó. Ok, mê Si quá đi mất. Dạ thì phê trai ơi, mê Si thì chốt đơn liền đi, ủng hộ Si hộp đi đúng không ạ? Bây giờ á, sắp kết thúc livestream rồi, thực sự là bây giờ kết thúc rồi đấy, nhưng mà Dung đang cố gắng nới rộng ra thêm, bởi vì Dung đang thấy là cái đơn đặt hàng của Si vẫn đang còn khá là cao. Thế nên á, là các bạn ạ, à, chúng ta tranh thủ đi nha, đặt hàng tiền tay trong livestream này thì mới được hưởng ưu đãi lên tới tận là 10% như thế. Còn kết thúc livestream á, thì trong ngày hôm nay chỉ còn lại là bao nhiêu, là đã miễn phí vận chuyển thôi, nên là các bạn đừng bỏ qua cơ hội đặc biệt này cùng với Si nhé. Ok, buồn quá thôi tệ trai trai ơi, đừng buồn nữa, buồn vậy là tan nát trái tim Dung mất. Có gì mình like fanpage của Si đi, rồi có gì là bữa sau Si sẽ có những cái mini game nữa, có những buổi livestream khác nữa, có những ưu đãi khác nữa, thì có gì để trai trai vào chơi và rồi sau đó là mang về cho mình phần quà nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hôm nay em nhận được hàng bên mình rồi, tệ trai trai. À thì hóa ra là từ nãy đến giờ là tệ trai trai đã đặt hàng rồi đấy ạ. Ôi rồi ôi, làm thế mà làm cho Dung cứ tưởng là tệ trai trai chưa đạt nên là cũng buồn. Nhưng mà thôi, ở đây mình thích đủ thứ thôi, cúng chổi đi cúng gái làm gì, ai mua cúng chổi mà tao vẫn nhận đơn nha. Dạ đấy, quý vị cứ nghe thấy đấy, vị thích đủ thứ thì vẫn đang còn comment trên đấy, thì ai có nhu cầu cúng dường giải hạn, muốn nó được lên niết bàn sau khi thăng thiên thì chúng ta cứ liên hệ với vị sư thầy thích đủ thứ nhá. Ok, bye Si nha, đặt về nhé nè, chào chủ thất nhé. Dạ vâng, xin được cảm ơn bạn Đạt, và Thùy Dương cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng với Si tới phút cuối của livestream ngày hôm nay. Thì thời lượng ngắn ngủi như thế này Dung cũng muốn kéo dài thêm lắm, nhưng mà biết sao được, thời lượng nó chỉ có cho nhiêu đấy thôi. Thành ra là các bạn ơi, hãy tiếp tục theo dõi Si và đồng hành cùng với Si trong những chiến dịch sắp tới nhá. Với một bộ lễ hội phong nhã như thế này thì Si cũng hy vọng rằng sẽ là một món quà đầy ý nghĩa gửi đến cho chúng ta, là một lời chúc trung thu an lành, người an yên tới cho tất cả các bạn. Và ngoài ra nữa, điều đặc biệt hơn hết đó chính là
những cái tinh hoa, những cái giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống xưa cũ và cả những cái lòng tự tôn dân tộc, lòng tự hào về những giá trị của dân tộc, của bản sắc văn hóa của đất nước Việt Nam mà xin muốn gửi cảm ơn cho các bạn. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng Si trong suốt khoảng thời gian vừa qua và hy vọng rằng trong khoảng thời gian tới thì Si sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các bạn. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một mùa trung thu thật an lành. Hãy nhớ luôn luôn bảo vệ sức khỏe của mình và cùng nhau đánh bại Corona nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.